Gomana, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa của mình nha. Anh em xem kênh nhớ nhấn cho mình xin một like và một cái nút đăng ký kênh kế bên cạnh nha, để mỗi lần mình đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay. Nói thì hôm nay là một cái showroom loa chép nha mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em mình là 5 cặp loa chép nha mọi người. Nói thì nó sẽ có từ nhỏ cho tới lớn ha, và lớn nhất hình như là 10 phân và nhỏ nhất là 5 phân nha. Rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi vào chi tiết ha, mình quay cận cảnh và đo kích thước ha. Từng cặp một và báo giá cho anh em mình biết từng cặp một luôn nha. Nếu như mà anh em mình có nhu cầu xin vui lòng liên hệ hai số điện thoại phía dưới màn hình hoặc là Zalo nha. Thì cũng như thường lệ thì mình sẽ giới thiệu với anh em mình là từ phải qua trái nha mọi người ha. Thì trước tiên thì mình xin quay cho anh em mình xem là một cái con loa chép neo ha, con loa chép giấy mọi người. Con loa chép này là loa chép thùng nha, giả thùng nội địa chứ không phải là loa chép TV nha, nó khá là giống chép TV. Nó thì đường kính của em nó là 5 phân ha, còn chiều xéo qua tay bác ốc là 7 phân đó. Thì ở đây chính là loa chép từ neo ha, 500 Anico và cộng bên đây và trừ bên đây. Thì cặp này mình đã test ok hết rồi ha, kêu hoạt động bình thường. Thì giá cặp đầu tiên 250.000 đó. Cặp loa chép giấy nha, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ hai số điện thoại phía dưới màn hình. Và giá thì mình báo trên clip á, thì mình đã có kèm sẵn tụ cho anh em mình hết rồi nha. Đó, thì anh em mình mua hàng thì khỏi mất công lăn tăn về để mà kiếm tụ nữa. Thì cặp thứ hai mình xin giới thiệu với anh em mình là một cái cặp loa chép của Onkyo, có trợ kháng là 8 ohm, công suất là 10W nha, sản xuất tại Nhật. Đó, Onkyo ha, có mã là... thôi mấy cái mã này cũng bỏ qua đi ha, thì quan trọng là loa đẹp hay không thôi. Đó, thì ở đây chính là để mình đo luôn cái thước cho anh em mình xem nè. Thì cái thước chiều ngang của em nó là 7 phân nha, 7 phân vuông. Nó còn chiều xéo là 8 phân rưỡi. Thì cái này á thì được bắt ở bên trong bắt ra mọi người, và được dặn ốc từ đằng sau nè. Thì cái bề mặt này nó hít lên cái gỗ á, cho nên là khi gỡ ra thì ba cái vân gỗ nó dính vô luôn, thì nó còn đen đen này ha. Về mình chưa có vệ sinh gì hết. Nó thì còn cái màng lo thì rất là đẹp nha, màng lo thì rất là đẹp, còn trên này thì nó dính những cái vân gỗ lên nè, nhìn rất là xấu luôn. Thì anh em về mình có thể bắt ở trong bắt ra như nhà sản xuất người ta bắt zin ở trên thùng ha, hoặc là anh em mình có thể vệ sinh lại nó. Thì cặp này thì sexy bảy màu đẹp keng, không có bị xét ha. Đó, thì đây chính là phần mặt trước của loa nha, loa chép 7 phân vuông, màn giấy nha, gân thì có tẩm dầu, nó nhìn rất là đẹp. Thì cặp này giá là 400.000 nha mọi người ha, cặp này giá 400, lo zin nguyên bản nha. Đó, thì ngay chỗ cái mũi lo thì anh em mình nhìn cái keo này ha, cái keo nó hơi bị loang. Nó thì mình quay cận cảnh anh em mình nhìn không rõ, nói lo sửa chữa nữa. Nó thì đây mình sẽ quay cận cảnh cho anh em mình xem nha. Thì keo của nhà sản xuất nha, nó keo zin của nhà sản xuất người ta dán bằng keo đen. Nó thì anh em mình có thể quan sát. Rồi mình sẽ bỏ cặp này qua một bên, và tiếp theo đây thì mình xin giới thiệu với anh em mình là một cái cặp lo tiếp theo. Một cặp lo tiếp theo là một cặp lo chép cũng là hình vuông ha. Nó thì đây để mình quay trước cho anh em mình xem. Thì đây chính là cái phần mặt lo của hai lo nha. Lo chép này là cái màu giấy này là cũng khá là lâu đời rồi đó mọi người. Nó cái màu giấy của nó giống cái những cái màng của lo AR á, cái màu vàng vàng bánh bò á mọi người. Đây, dính ba cái bụi thôi, hơi bị dơ một xíu. Hàng về mình chưa có vệ sinh nhưng mà đã đẹp như thế này rồi nè. Thì toàn bộ lo trên này thì mình chưa có động chạm gì trơn nha mọi người ha. Hàng bãi sao khui ra về mình đăng vậy luôn à, mình đăng mọc vậy luôn cho anh em mình xem nha. Đó, khi anh em mua về anh em mình quét thêm những cái đường quyền mà anh em mình quét bụi á thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều ha. Rồi thì mình đo luôn cái thước cho anh em mình xem. Đường kính của con này là 7 phân rưỡi nha. Còn chiều ngang cũng là 7 phân rưỡi luôn, 7 phân rưỡi vuông nha. Và chiều xéo là hơn 9 phân xíu. Đó, đây chính là phần mặt lo, nói chung là đẹp keng à. Cặp này nó mới làm như mới xuất xưởng luôn nha anh em mình nhìn nè ha. Đó, giá cặp này là 550 nha, giá cặp này là 550, sản xuất tại Nhật, chở kháng 8 ohm. Đó, thì nói chung hàng sưu tầm mà, quan trọng là lo đẹp xấu, chất lượng nó tốt hay không. Đó thì anh em mình xem kênh nó thì cũng đều biết ha. Nếu như mà anh em mình có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ hai số điện thoại phía dưới màn hình. Thì tiếp theo đây vẫn là một cặp loa chép nữa, thì cặp này hình như là 10 phân, để mình đo kích thước cho anh em mình xem. Thì cặp này có đường kính là 11 phân nha mọi người ha, phủ bì là 11 phân. Thì mình đo phủ bì nha, còn cái màn lo bên trong thì sẽ nhỏ hơn. Màn giấy ha, màn giấy và gân có tẩm dầu, thì những cái này thì nó dính những cái nạc trên cái thùng lo á mọi người, gỡ ra thì nó bị dính lại nè ha. Thì giờ này về anh em mình chịu khó lấy nhíp gấp ra là ok nha. Cái này nói chung là về mình chưa có vệ sinh gì hết. Lo thì zin nguyên bản nha, và màn lo khá là sâu. Thì cặp lo tiếp theo đây là cặp lo tép của Technic ha. Cặp này thì nó hát dọa cả tần số cao, là cái lời cao đó mọi người, và tần số chép nha. Trở kháng là 8 ohm, sản xuất tại Nhật, Technic ha. Đó,
Nói chung là đẹp keng, sexy mẻ màu len keng, chưa có bị xét nha. Giá cặp này là 600.000. Rồi, mình sẽ bỏ cặp này qua một bên, đường kính 11 phân. Và tiếp theo đây là mỗi cặp loa chép chép nhôm ha, cặp loa chép cao cấp rồi. Cặp này thì sáng loáng luôn, đẹp keng đó. Thì đây chính là phần mặt trước của loa nè. Thì hỏi mình về thì cặp loa trung ha. Thì hôm nay nó về tiếp cặp loa chép nè. Đó thì nó khác thùng cho nên là đi khác tuyến mọi người. Đó thì thùng bị trước thùng bị sau ha. Thì cặp CVC từ kép nha. Thì được sản xuất tại Nhật, chở kháng là 6 ohm từ kép nha. Đó. Thì nói chung cặp này đẹp len keng à, rất là nặng nha mọi người ha. Toàn bộ thiết kế trên loa này đều là kim loại hết, trừ cái con loa là bằng dây đồng và những cái này là bằng không phải chất liệu thép thôi. Đó. Thì đường kính chiều ngang của nó là 11 phân, chiều xéo là 12 phân rưỡi nha, 12 phân rưỡi. Đây, thì chỉ có cái này là bằng phíp thôi mọi người, chỉ có này bằng phíp thôi, còn nhiêu là bằng kim loại và bằng thép hết. Nó bằng cái này là bằng nhôm hay gì á. Cái niềng ở ngoài là bằng nhôm. Nhôm đen. Đây. Và đây có thêm một cái đường kẻ nữa ha, bằng kim loại sáng loáng à. Đó, anh em mình có thể qua quan sát nè. Rất là đẹp nha. Đó, đã không? Thì bên trong là phần mũi lo, nói chung là lo đẹp keng ha, zin nguyên bản, hoạt động bình thường. Đây chính là phần mặt lo còn lại nha. Đây. Thì cặp này giá hơi cao nha mọi người ha, giá hơi cao. Thì toàn bộ là bằng bằng nhôm hết. Thì bên đây là trừ nè ha, có đánh dấu trừ cho anh em mình nè. Còn bên đây cộng thì có đánh dấu cộng nè. Thì cặp này giá là 1.500.000 nha. Anh em ưng thì có thể liên hệ mua hàng. Giá cặp này thì nó hơi cao, nhưng mà so với cái chất lượng thì nó vẫn rẻ nha mọi người ha. Giá cặp chép thì hơn triệu rưỡi, nó hơi cao thiệt. Nhưng mà anh em mình nhìn là cái chất lượng lo á, thì nó cũng xứng đáng cái đồng tiền mà anh em mình có thể bỏ ra để sưu tầm ha. Nó rồi thì bây giờ mình kết thúc lại nè. Hôm nay thì mình có 6 cặp lo chép nha. Và mình đã quay cận cảnh và mình báo giá hết rồi. Anh em xem ưng cặp nào thì có thể liên hệ với mình qua hai số điện thoại phía dưới màn hình, hoặc là liên hệ qua Zalo nha. Nếu như mà anh em mình liên hệ không được hoặc không nhấc máy, xin anh em mình để lại cho mình một tin nhắn nha, mình sẽ trả lời cho anh em mình sớm nhất có thể. Rồi, clip của mình tới đây xin được kết thúc và xin chào tất cả mọi người, và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video clip tiếp theo nha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại.